Đây, đốt đèn cầy à. Đốt đèn cầy sinh nhật 8 tuổi của tụi mày nha. Mọi người ơi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tao mày ước gì đây? Được chưa? Rồi. Chồng mở đèn lên, Phan mà nó đi dẫn quay phim nha. Để mở đèn lên cho thấy tối quá. Rồi, mở đèn lên. Không, tao mày ước nào mà không sai một chút. Mẹ, tao mày ước gì vậy? Con cắt nha. Rồi, lại tắt. Cắt đi Phan, để quay phim luôn, lấy cái đèn kia ra chứ mày để chán mặt trắng lại là chứ. Con cắt nha. Rồi, thôi, cắt. Mày ước đi Phan. Cắt ở đâu đây? Đi. Cắt ở đây. Rồi, chính giữa luôn. Đó, còn cái bánh kem luôn nha. Rồi, ngon quá. Sạch cứng quá vậy. Rồi, cho bạn miếng coi. Rồi, sao? Cái này con gì? Con rồng ngậm cái gì vậy? Không biết đâu. Rồi. Giờ mà hồi mẹ Duyên cho được miếng bánh kem ăn cho coi. Thế mình đưa cái ăn được. Nè, được ăn bánh kem nè. Rồi. Lại tắt quay phim đi con.